Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn một dịch vụ mới tại di động cao cấp.vn. Đó dịch vụ thay mới khay SIM, khay thẻ nhớ, sửa lỗi điện thoại Sony C4 không nhận SIM. Trên tay mình đây là chọn bộ main của điện thoại Sony C4. Đã được kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn tách rời ra và đây là cái bảng chân khay SIM của điện thoại Sony C4. Khi mà gặp các lỗi sự cố liên quan đến điện thoại Sony C4 không nhận SIM, do gãy chân SIM, do tiếp xúc không tiếp xúc được, thay mới cả ổ SIM của điện thoại Sony C4. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04-66-750-99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ thay mới cụm khay SIM mới của điện thoại Sony C4 cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Sony C4 nói chung và dịch vụ thay mới cụm khay SIM của điện thoại Sony C4 nói riêng, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04-66-750-99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại di động cao cấp.vn.